Ê, ba Mập xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. À, giờ đi làm về mà giờ mưa quá trời mưa rồi, mưa tầm tã luôn. Chiều là nghi nghi rồi, chiều rửa xe đi nó nằm nằm rồi nghi nghi rồi. Giờ mưa thiệt, giờ mình đang ở trên đường Cộng Hòa. Cái này là ngay lưng ra xã cả nhà ơi. À, giờ mình đi thôi, về thôi. Tính là đục mưa mà mưa quá mưa. Mưa tầm tã luôn. Đục mưa mà thôi về luôn. Chỗ nào cũng mở ra trung tâm Anh ngữ hết trơn. Thì mấy trường cho người mấy trường rồi mang phong cách Úc Mỹ được. Như đợt vừa rồi đó cả nhà. Rồi thu tiền học phí rồi. Mà hình như là mất khả năng dài giảng dạy hay sao mà vẫn thu tiền học phí. Vẫn thu tiền học phí rồi giờ trả tiền hứa hẹn với phụ huynh là trả tiền học phí lại rồi cũng mấy trăm triệu á, trả tiền học phí lại rồi hứa hẹn một tháng là trả lần là 20%, tháng trả lần 20%, mà tới như cuối cùng bây giờ đợi hoài là tới nay là không thấy tiền đâu hết. Giờ nhiều khi lừa đảo dễ quá mà mang danh nghĩa cái là nó là lừa đảo à. Nhiều khi lập những cái chỗ sang sang để thu hút người này người kia đồ góp vốn đồ kêu gọi góp vốn đồ thấy trụ sở đồ hoành tráng đồ nhiều người tin tưởng góp vốn vô. Thì giống như mà bất động sản thì là giống như nó đi săn đó, đi mà kêu là lùa gà. Giống như vợ của ca sĩ cũng một ca sĩ nổi tiếng kìa, thu gom là mấy ngàn tỷ mà. Giờ sao mà dễ lừa gạt người ta ghê luôn á, nhiều người tin tưởng quá. Cơ sở giáo dục ở quận 7 thì kêu là đóng học phí vô, ví dụ đóng học tiểu học là 4 năm, 5 năm chứ lộn, trung học là 4 năm, trung học phổ thông là trung học cơ sở đó. Trung học cơ sở là 4 năm, trung học phổ thông là 3 năm. Thì dạng như là đóng bao nhiêu tiền á là sau khi mà giống như gửi tiền vô vậy đó, sau khi mà ra trường rồi xong là sau khi ra trường xong là sẽ trả tiền lại. Giống như không có một đồng cắt nào giống như đi góp vốn cho trường vậy đó. Cuối cùng bây giờ hiệu trưởng người mà chủ tịch hội đồng quản trị giờ chốt mẹ rồi. Giờ đòi ai? Giờ cái trường thì còn cơ sở thường đa số là mấy cái đó là mướn không à, giống như cái vỏ vậy. Rồi từ Cộng Hòa này nó mưa nó đông kẹt xe đông ghê luôn á, gặp giờ này nữa
đường này nổi tiếng kẹt xe, giờ này đông gặp mưa nữa. Đây thôi mấy cơ sở buôn bán đây nó đóng cửa dẹp định sớm. Tóc rồng trong cái mùa đã khó khăn rồi, mưa thì không trời mới chịu chứ sao vậy, đó đâu trách ai được. Đã mùa ế rồi mà vô gặp vô trúng cái dịp mưa này nè, thua luôn chịu. Lên cầu vượt lên cầu vượt á, vòng qua tám, đây là cầu vòng qua tám. Ôi lượng người đông ghê quá nha. Thường là giờ này nó đóng một bên, nó cho đi một bên mà dám giờ này bên từ ở ngoài, từ ở quận 12 đi ngược vô, từ An Sương đi ngược vô chắc cũng đông xe lắm mà giờ này họ không có đóng, không có đóng cầu. Thường ưu tiên là từ trong Lăng Cha Cả đi ra không à, phá từ hướng An Sương đi vô, mà nay giờ này vẫn để cho chạy luôn, không có khóa cầu. Từ lúc đó cầu vượt Quan Hóa Thám này là tổng qua này nó cũng đỡ lắm rồi đó, nhưng mà nó vẫn còn kẹt nhiều, đỡ thôi chứ không phải là không kẹt mà là đỡ thôi. Giảm bớt được cũng nhiều. Nói chung là không biết Sài Gòn khi nào mà kêu là hết kẹt xe, mà chắc không bao giờ hết nổi. À, qua cái đợt khủng hoảng này thôi, nhiều công ty bây giờ đây tới cuối năm thì bắt đầu họ ký đơn hàng rồi mới rồi. Nhiều công ty họ ký đơn hàng mới rồi, không có vụ mà là hết đâu. Khỏi cầu vượt giờ lại kẹt ngay khúc này rồi, để mình là chắc đi vô theo phải thì vô hẻm không biết. Mưa chưa có dấu hiệu ngưng lại cả nhà ơi, vẫn còn quá chưa có dấu hiệu ngưng lại. Chỗ hút đèn xanh đèn đỏ đằng kia chỗ thể thao, đèn ngay chỗ thể thao luôn. Thank you.
vô hẻm mà không khỏi đi đi ngoài này luôn. Đấy, qua được cái đèn xe đèn đỏ này là hót rồi. Giáo dục thì cả nhà hết đầu năm thì thu phí, đó là thu vô tội vạ, xin trắng trợn luôn, cứ đưa đè ra đưa vô là cứ đưa vô là hội phụ huynh, vậy hội phụ huynh đó là đưa vô những cái chi phí đó không, thu ngoài luôn, giống như thu ngoài luôn đó. Những trường mà mình đóng mà hội phụ huynh mình đóng có mấy trăm ngàn mà mình hè cổ luôn, có những trường đề xuất đóng mà đóng cho hội phụ huynh mà đóng gần 10 triệu 9 triệu mấy đó ngàn luôn, rồi xong rồi phụ huynh rồi nói lên nói xuống đó rồi là trả tiền lại rồi sách giáo khoa, sách thì khách sạn không, giống như một cái bài thơ lớp 6 gì mà phù tạc gì mấy cái gà ở trên cũng la rần rần, bắt nạt chứ lộn, bài thơ bắt nạt gì mấy gà la rần rần trên mạng, tại sao lại bắt nạt, tại sao không thử phù tạc, bắt nạt bạn làm chi? Một bài thơ mà nó vô duyên vô cùng luôn. Nhiều khi mù tạt là gì mà giờ người lớn này có người còn chưa biết là gì. Mới đây nữa là một giáo viên mà đánh mà gãy tay học sinh luôn, mà ở ngang luôn đánh học sinh mà coi như giống như là còn hơn là tra tấn nữa. Rồi còn một cô giáo mà chửi học sinh mà nó xạo quá mà nó giống như mà nó bị giống như là động kinh luôn, nó cột đường huyết vậy. Để mà cô vẫn đứng kế bên cô chửi, không hiểu nổi luôn. Rồi Lâm Đồng vừa rồi á thì lại là một thầy hiệu trưởng dâm ô với bé gái mới có 15 tuổi à. Bé gái đó thì nó nghỉ học rồi mà mang danh là thầy hiệu trưởng đi dụ dỗ, nhắn tin dụ dỗ. Đứa mới có 15 tuổi à. Nói từ dâm ô nó cho nó ấy chứ là hiếp dâm. Không phải là hiếp dâm. Thầy nó tự nguyện mà. Vô nhà nghỉ với thầy mà. Bỏ tay. Đời thầy là dự giờ là xong rồi luôn rồi đó. Kẹt chỗ này đúng rồi, bên kia đường từ bên An Sương đi vô quá trời xe luôn, bởi nó không bữa nay là nó không khóa cầu một hướng rồi, nó vẫn cho đi lưu thông hai hướng rồi, đúng rồi. Quá trời xe luôn, đường đường là một vị hiệu trưởng của một trường chứ không phải là ấy đâu, hiệu trưởng rồi.
này nó phải cao chứ đâu mà để mà đi mà dập ô đứa mới có 15 tuổi. Có tài luôn, hiểu không nổi luôn. Ngành giáo dục năm nay nó càng ngày nó càng đi xuống, xuống cấp. Còn học sinh lớp 1 á, thì không cho học thêm, lúc đầu là cô giáo giống như thả bơm vậy á, thả bơm cho phụ huynh và nhắn tin con là không chịu viết, là không đọc không hiểu rồi lụm tàu mèo luôn. Nếu phụ huynh chừng nào mà đi cho con đi học thì thôi là học thêm mới chịu. Rồi học thì môn năng khiếu gì, môn hát thì vẽ gì rồi STEM gì ôi làm mà lằng vậy luôn mà có tiền không. Còn là những cái chương trình ngoài không mà đưa vô bắt học hai buổi rồi đã mệt rồi, học thêm những cái đó nữa mà đâu phải học không đâu, tốn tiền chứ. Nếu mà cha mẹ nào không đóng là tới giờ là giống như tới giờ đó là đuổi mấy đứa mà không đóng là đi ra ngoài á, giống như cô lập vậy, nó giống như nó bị cô lập thôi. Chưa có hồi khớp luôn, có phút thì thường đi có 5-10 phút rồi. Nếu mà không còn xe đi lẹ lắm, này có hình như 3 cây số chứ nhiêu đâu, mà nãy giờ chạy nãy giờ lâu lắc rồi, biết bao nhiêu phút rồi. Rồi mưa nó giảm bớt luôn rồi. Xa xa nó vẫn còn chớp chớp đây, chắc có thể là khúc này nó giảm bớt thì khúc đằng kia nó còn mưa lớn nữa. Hướng đó là hướng về quận 12 Hóc Môn rồi, hướng về nhà mình rồi. Được cái là cái đường Cộng Hòa này nó cũng cao đó cả nhà, mới làm đây không bị ngập á, nếu không mà nó ngập nữa là càng mệt mỏi nữa. Đây tới ngã ba 2:04 luôn rồi, bên tay trái là Tân Kỳ Tân Quý cả nhà ơi. Cho thuê văn phòng cho thuê, nguyên cái văn phòng cho thuê luôn. Nói chung là được Cộng Hòa này cũng rất là nhiều nhà mà bị dẹp tiệm cho thuê, rất nhiều cửa hàng, công ty cửa hàng dẹp tiệm cho thuê cũng nhiều lắm. Rồi qua đây là tới khúc này là qua đây là qua Trường Chinh rồi, sắp tới sắp hết Cộng Hòa rồi. Trước mặt chúng ta là Mũi Tàu. Mũi Tàu giao giữa hết đường Cộng Hòa giờ ra đường Trường Chinh rồi cả nhà ơi. Bên tay phải này là sân bay đó, không biết là nhà ga T3 nó có ra hướng nào, không biết là hướng này hay là hướng đằng kia không biết.
nó không phải ra hướng này đâu, đang xây dựng nhà ga T3 đó cả nhà. Bên tay phải là lúc trước là cho thuê sân bay, họ cho thuê bên không phải sân bay mà đất là do quốc phòng quản lý. Bây giờ là không cho thuê nữa, làm cái hàng rào con màu xanh lâu lắc rồi, không biết có làm gì lại không, hay là làm xây hàng rào gì lại không, để dày luôn đó. Mưa quá, wow, mưa lại nữa rồi cả nhà ơi. Mưa nặng hạt lại tiếp rồi. Cái lưu lượng xe giờ tăng tầm nhiều ghê luôn cả nhà. Hướng từ trung tâm rồi đi ra quận 12 Hóc Môn là nhiều lắm. Tại giờ nhà ở trong trung tâm mua không nổi rồi. Thuê nhà cũng cao mà giá nhà cũng cao nữa. Ra ngoại ô này nhà bây giờ nó cũng cao rồi, nhưng mà so với trung tâm thì nó vẫn còn rẻ. Với lại là mấy năm trước là ngoại ô bên này nó rẻ lắm, bây giờ nó cao thôi chứ lúc trước nó còn rẻ cả nhà. Giống như giờ nó vô thu thuê xế chung vậy. À, đất ngoại ô, đất mấy cái tỉnh rồi giờ cao ngất ngưỡng luôn. Lô đất rồi xưa dạng như 100 triệu, vài chục triệu, 100 triệu, giờ lên 700-800 triệu, 7, 2 tỷ, 3 tỷ, 4, 5 tỷ, chứ tỷ, tỷ, tỷ không à. Trước mặt chúng ta bên tay trái là đường như Tây Thạnh vô công nghiệp Tân Bình. Đúng rồi, vô công nghiệp Tân Bình nữa cả nhà. Công nghiệp Tân Bình giờ nó cũng có những nhà máy nó cũng di dời bớt rồi đi rồi. Tại bây giờ tính ra Tân Bình bây giờ nó là giống như nó là nội ô rồi. Xe đồ hàng quá rồi giờ ra vô nó cũng khó. Nhiều chỗ giờ nó dời lên Củ Chi, Bình Dương và về Long An. Quá đẹp luôn rồi. Ngay chỗ này luôn rồi, quá trời. Bên tay phải là có quán quán nhậu, quán cà phê rồi. Giờ này mưa là mưa luôn rồi, bắn me luôn rồi. Được mấy người luôn. Sống luôn hơn. Đây phải là sống nhanh hơn. Rồi quán bia, quán nhậu. Các thượng đế rồi. Phía bên trong, bên tay phải, phía bên trong cả nhà cũng có mấy quán nhậu nữa. Giống như làm cái đường mà đường né phía trong rồi. Đây nghe cái mùi dầu chứ cái mùi mì khu mà nghệ Tân Bình này nổi tiếng là ai xì cúc rồi.
là ngã ba Phan Huy Ích rồi nhà ơi. Đó, trước là cầu Tham Lương ấy. Phía dưới thì có cái sông Tham Lương. Tham Lương thì nó đang cải tạo cả nhà. Không biết tính ra là tiến độ là 2025 là xong rồi đó. Không biết xong nổi hay không. Tiến độ là vậy thôi, tiến độ đề ra ban đầu cũng vậy. Dự án nào cũng vậy chứ, tiến độ đề ra lúc nào nó cũng trễ hết rồi. Không có dự án nào mà tiến độ đề ra mà nó đúng tiến độ đâu. Hiếm có dự án nào mà đi đúng tiến độ mà đi sớm. Còn là trễ không à. Giống như cái cống nào ngăn chiều cường đồ ở ngay cầu Ánh Sao rồi. Ngay đại lộ đường Võ Văn Kiệt, cầu Ánh Sao. Có cái cống đó mà biết sao mà gần 3 năm nay rồi. Bây giờ kêu là đang góp vốn lại làm lại, còn làm có mấy tháng nữa là xong á, mà bây giờ không biết thì khi nào vốn nó về rồi khi nào triển khai lại không biết. Thế để mà có những chỗ như giống như một chủng nè, bên tay trái là đường Phan Văn Hớn nha cả nhà. Ở đây có một khúc chỗ này mà hai ba cái siêu thị luôn, thịt máy xanh, chợ lớn, Tuyên Hòa. Mà điện máy xanh thì nằm mà đắc địa hơn cái chợ lớn này, chợ lớn để hụt vô trong. Tính ra chợ lớn này mở trước đây. Mở trước mà chọn địa điểm hơi hụt vô trong một xíu, không ngay ngã ba. Thôi mưa tiếp tục rồi. Thôi video mình xin kết thúc ở đây nha. Cả nhà nhớ cho mình một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ video để ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Bye bye, see you again. Rồi, sắp dẹp tới Hàng Sương rồi.